Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay Tiến Dũng vừa set up xong một bộ kết hợp nghe nhạc và hát karaoke. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng kiểm âm một đoạn, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm này. Đó là mẫu loa bầu 301 series 3 kết hợp với âm ly Denon 1500Rii 25 mã và vang Goutin giải mã iFi Nano One. Chiếc micro Mango loại có dây, hàng chính hãng, dây Roen do Tiến Dũng thi công, cũng giá chỉ 900. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh, em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đội trắng thay đen, em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao sẽ cát em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em cần người yêu chung thủy, em cần người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện vẫn không đổi lòng. Em ơi, biết rằng đời là ai không, biết đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ 4 thiết bị do Tiến Dũng phối ghép. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giải mã iFi Modena CE70 mới nguyên hộp, nguyên siêu. Đây là hàng chính hãng, thương hiệu của Anh Quốc, sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, phục vụ cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Giải mã này chuẩn Hi-Res Audio, giải mã 24 bit, nhận tín hiệu từ điện thoại di động thông qua cổng Bluetooth, nhận tín hiệu từ cổng quang, từ TV Ethernet và nhận tín hiệu từ ngõ USB của máy tính để giải mã cái máy tính. Tất cả là giải mã 24 bit và khi chúng ta khui hộp ra thì giải mã này rất nhỏ gọn, chỉ vẹn vẹn bằng hộp thuốc lá thôi. Tiếng của nó rất rõ nét, tuyệt vời. Giải mã này Tiến Dũng đang phục vụ anh em với mức giá 5 triệu, tặng kèm theo bộ dây quang chỉ giá 150.000 và bao phí ship. Chỉ 5 triệu đồng cho một giải mã cao cấp đến từ Anh Quốc. Giải mã này được bảo hành 1 năm mới 100%. Và tiếp theo đó là chiếc vang Goutin Model KM-6FX. Đây là dòng vang số chỉnh tay chuyên nghiệp của thương hiệu Goutin, hàng chính hãng. Chiếc vang này mới 100%, mức giá chỉ 3.600.000 thì Dũng tặng kèm theo bộ dây ba lăng Roen của Ý. Và phía dưới này đó là một chiếc âm ly Denon Model PMA 1500R 25 mã. Chiếc âm ly này sử dụng 4 sò mốt phép cho âm thanh rõ, lực, tiếng rất mạnh mẽ. Máy có thể chơi được 2 cặp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Khi chơi 2 cặp thì chúng ta chơi được 2 cặp 8 ohm. Tiếng mạnh mẽ, rõ nét, rất hay. Đây là tổng thể phía mặt sau. Âm ly hàng bãi, điện 100V, các giắc kết nối còn vàng óng. Công suất nguồn của chiếc âm ly này là 250W. Denon Model PMA 1500R 25 mã bản vỏ vàng, mức giá 11 triệu. Chiếc ly này đặc trị các dòng loa bầu từ 201, 301, 401, 501, 601 cho đến 701. Chơi rất tuyệt vời. Anh em cũng có thể phối ghép vào các dòng loa BMB, các dòng loa JBL có bát từ 30 cm đổ lại, chơi rất tốt. Chỉ 11 triệu chiếc âm ly này. Trong tháng 11 này thì Tiến Dũng bao phí vận chuyển luôn, bao ship. Và cặp loa mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là mẫu loa BOSE 301 series 3 hàng của Mexico. Dòng loa này sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chép loại 8cm. Lỗ thông hơi của loa nằm ở đây. 301 series 3, tình trạng zin đẹp hàng bãi, series trùng số đúng cặp. Đây là tổng thể phía mặt sau và phần tem thông số. Hàng made in Excellent in Mexico. Công suất tối đa 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Dòng loa này thích hợp cho các không gian tầm dưới 30 m². Anh em có các không gian lớn hơn có thể sử dụng hai cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa sub. Tiếng rất tuyệt vời. Mẫu loa đáng quan tâm nhất của thương hiệu BOSE đến từ Mỹ. 301 series 3. Tình trạng zin đẹp xuất sắc. Tiến Dũng bảo hành lỗi kỹ thuật và bao zin, bao đúng xuất xứ Mexico, hàng bãi xịn. Cặp loa có mức giá 12.800.000. Và phía dưới này Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc equalizer của thương hiệu Victor Modena CE70. Chiếc này với thiết kế 24 cần chỉnh, hai bên độc lập, mỗi bên 12 cần. Máy có 3 ngõ vào, điện 100V, mặt phay nhôm. Màu bạc rất đẹp. Đây là tổng thể của thân máy. Đây là tổng thể phía mặt sau. Các rắc kết nối còn sáng choang. Đây là phần tem thông số. AC điện 100V, công suất nguồn 21W. Máy được sản xuất tại Made in Japan. Chiếc equalizer Modena CE70 của thương hiệu Victor đến từ Nhật. Tình trạng hàng bãi zin đẹp. Có mức giá chỉ 8.400.000. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc, để hát karaoke, giải trí âm thanh gia đình. Hỗ trợ rất tốt cho các dàn âm thanh bị thiếu tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép. Đặc biệt tăng biên độ rất mạnh. Với những em sử dụng với nguồn nhạc mạng từ TV, Internet, từ điện thoại, rất cần có một chiếc equalizer như chiếc này. Mức giá chỉ 8.400.000, CE70 hàng bãi Nhật xịn. Tiến Dũng bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng bao zin. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận ngay các thông báo mới nhất được phát liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.